Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay kênh của em Dân Trịnh xin giới thiệu tới quý cô bác anh chị một số những cái mẫu sản phẩm bên em mới về này. Một số những mẫu và sản phẩm bên em đã có. Đấy, những cái dòng át chống sét này. Đấy, rất là nhiều át này, át cắt sét quên. Át cắt sét này rất là về thêm rất là nhiều cho các bác luôn. Đấy, hoặc là những cái dòng sản phẩm loa. Đấy, đồ nghề kim khí. Đấy, hoặc là những cái sản phẩm dụng cụ nhà bếp, ví dụ như dao, dợ các thứ. Đấy thì bên em đều đầy đủ cả. Đấy, hôm nay thì lại về thêm cho các bác, tí nữa sẽ giới thiệu cho các bác một số những mẫu dao mới bên em. Đấy, thì quý cô bác anh chị đi qua kênh thì đừng quên cho em Dân Trịnh xin một nút like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em Dân Trịnh xin luôn một nút đăng ký kênh nhé. Để kênh của em nó có thể có thêm nhiều động lực phát triển hơn, để có thể phục vụ tốt nhất đến quý cô bác anh chị. Đấy, quý cô bác anh chị đặt hàng thì liên hệ trực tiếp với em Dân qua số hotline của bên em, đó là 0982 834 004 hoặc 0915 402 977. Em Dân thì ship code toàn quốc, đơn trên 300k thì em Dân sẽ miễn phí ship cho các bác. Còn đơn trên 500k thì đây, như thường lệ thì vẫn có một số những phần quà nhỏ nhỏ để em gửi tặng đến các bác. Đó là một số những phần quà như kiểu là bộ trà xoay nồi. Bộ trà xoay nồi này, lâu lắm mới lại về được một lô. Đấy. Hay là những cái bẫy dòng bẫy chuột. Hay là dòng xịt nhớt. Đấy, những cái gãi lưng. Những cái trà bồn cầu. Những cái dòng trà bồn cầu này. Hay là những cái bình giữ nhiệt nho nhỏ kia. Đấy, thì là một số những cái phần quà nho nhỏ bên em các bác nhé. Đấy, hôm nay thì lại về thêm một cái số cái thuốc diệt dán diệt chuột này. Đấy, thì cái này thì tí nữa em sẽ giới thiệu cho các bác sau. Đấy, không để các bác chờ lâu nữa, em Dân xin đi vào giới thiệu một số những cái mẫu sản phẩm dao nhà bếp bên em mới về nhé. Đấy, đầu tiên thì em Dân xin giới thiệu các bác là một số những cái dòng dao nhé. Đây, ở đây thì có một cái cặp dao thái lọc. Đấy, và dao thái bằng đầu bằng này, con dao thái đầu nhọn và đầu bằng này. Đấy, thì một con này thì bên em Dân đang bán một con với mức giá đó là 230.000 đồng. Đấy, khi các bác mua một em xin lỗi, một cặp là 450.000 đồng. Một cặp cặp này là 450.000 đồng các bác nhé. Đấy, thì các bác mua lẻ thì là giá là 250.000 đồng một con. Mua lẻ nếu mà các bác ví dụ là chọn con bằng hay con nhọn thì là 250.000 đồng một con thái của Akatoki. Đấy, thì các bác lên cho em mã này là mã thái cặp. Thái cặp nhé. Thái cặp này. Đấy, rất là sắc bén này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy em lia giấy này. Lia giấy nhé, rất là sắc này. Đấy, con đây là con nhọn này, con lọc này. Đây con thái này. Đấy, nói chung là lia giấy thì rất là sắc luôn. Dòng này thì rất là sắc bén này. Rất là nhẹ nhàng nhé các bác nhé. Cầm rất là nhẹ nhàng mà thái thì đảm bảo cho các bác luôn. Kể cả là thái thịt bò, dai các thứ thì chúng ta đều thái được. Rất là dễ dàng khi chúng ta mài. Rất là dễ dàng khi chúng ta mài. Đấy, một cái cặp thái của Akatoki nhé. Thái cặp, các bác lên cho em mã là thái cặp. Ôi, bút rồi. Thái cặp. Đây. Thái cặp này. Thái cặp 450.000. Đấy. 450.000 một cặp này. Lẻ thì là 250.000. Lẻ thì mỗi con là 250k. Một con dao. Đấy, thì các bác lên cho em mã này là mã thái cặp nhé. Hoặc là các bác bảo là thái cặp mà mua lẻ. Đấy, dòng này là dòng của thương hiệu Akatoki, hàng của Nhật. Rất là xịn sò luôn. Cái dòng này thì các bác thái lọc các thứ rất là sắc bén. Mài khi mà dụ các bác mài cũng rất là dễ dàng. Thực ra thì cũng còn lâu mới phải mài. Cán của nó thì rất là đẹp. Nhìn này. Đấy. Hàng này thì nói chung là tuyệt vời rồi. Cái độ sắc bén thì không thể chê được rồi. Đấy, một cặp của nó là gồm có hai con. Đấy, các bác lên cho em mã là thái cặp. Tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu các bác là một cái dòng dao thái nữa này. Thái vảy rồng này. Dòng dao thái vảy rồng này. Đấy, con này thì nó là cái gì đây? Thương hiệu của cái gì đây em chưa biết đọc được. Đây, con này là con thái vảy cá. Thái vảy cá này. Con này cũng tương đối là sắc bén quá. Con này cũng tương đối là sắc bén. Nói chung là thái cũng rất là ok luôn này. Đấy, thái cũng rất là ok luôn nhé. Đấy, chứ không, nếu không muốn nói là sắc bén, nếu mà không muốn nói nữa là nó sắc, thái rất là ok luôn. Đấy, một cái sản phẩm dao thái này thì các bác lên cho em là mẫu này là mã là mã thái về cá. Ok, thôi các bác lên này là mã thái về cá nhé. Hoặc là thái con này các bác lên cho em là thái 2 đi.
thái 2. Thái 2. Đấy. A2 mã các bác lên cho em mã này, mã A2. A2 nhé. A2 cho nó dễ đi. A2 210.000 đồng các bác cứ đổ lên cho em mã A2 là em biết. A2 210.000 đồng. Đây. Dao của nó đây cán liền thân, rất là sắc bén. Đấy, trên thân của nó là vảy rồng này. Hình vảy rồng vảy cá này. Đấy. Con này có cái lỗ để các bác treo lên này. Nhìn cũng rất là đẹp luôn. Nhìn cũng rất là đẹp luôn này các bác này. 210.000 đồng một cái. 210.000 đồng một cái. Con này quên mất từ nãy ra không đo kích thước cho các bác. Quên mất là không đo kích thước cho các bác. Con này tổng kích thước của nó là gần 30 cm, thiếu một chút nữa là 30 cm. Đấy, bản con thái này là thái, bản này cũng rất là lực là to này. Bản con này đến 7 cm này. Đấy, phần lưỡi của nó đây. Đấy, phần lưỡi của nó thì là 17,5. Dài lưỡi của nó dài 17,5. 210.000 đồng, thái rất là ok nhé. Con này các bác có thịt bò các thứ thái thì rất là tuyệt vời này. Một mã tiếp theo em Dân xin giới thiệu với các bác. Đấy. Là một cái mã thái nữa. Một cái mã thái nữa này. Thái này thì nó cùng cái thương hiệu với con kia, nó là một bộ. Đấy. Con này thì nếu mà các bác mua một cặp, cặp thái này thực ra thì chả với khi mà chúng ta mua cặp theo cặp này cả. Đấy, các bác mua một cặp này thì là 400.000, còn mua lẻ thì mỗi con 210.000. Đây. Con này các bác lên cho em mã này là mã A3 nhé. Này cũng rất sắc này. Đấy. Cũng không phải là nghề đâu các bác nhé. Cũng không phải là nghề hay là cái gì đâu. Đấy, cũng là đưa giấy vào lia bừa thôi. Đấy, nhưng mà cảm thấy nó cũng rất là sắc. Đấy, cảm thấy nó cũng rất là sắc. Đấy, các bác lên cho em mã con này là mã A3. A3. 210.000 đồng. 210k. Mã A3. A3. Dòng dao thái vảy lông vũ rất là đẹp luôn. Đấy. Những cái mẫu dao thái thì chất của nó rất là tốt các bác nhé. Các bác cầm thái thì nó cầm rất là đầm tay, rất là nhẹ tay thôi. Đấy, nó tầm nặng tầm 3 lạng, em quên không mang cân vào đây để cân cho các bác. Mà thái bản của nó rất là to luôn. Bản của nó cũng rất là lớn. Đây này, 7 cm này. Tổng chiều dài của nó lên đến gần 30 cm. Hàng của Nhật cậu nhé. Đấy. Thái rất là ok luôn. Thái rất là ok luôn. Các bác lên cho em mã này, mã A3. Đấy. Sản phẩm tiếp theo thì lâu lắm mới lại về. Một cái mã A4 này. Đấy. Con này trước kia em đang bán với giá là 250.000 đồng. Đấy. Hôm nay, ngày hôm nay thì video ngày hôm nay thì lâu lắm mới lại về, giảm giá cho các bác. Về được cái lô giá nó rẻ hơn. Đấy. Con này cũng thương hiệu của Akatsuki này. Đấy. Con này thì rất là ok rồi. Rất là ok rồi nhé. Đấy. Rất là sắc các bác ơi. Đấy, các bác làm bếp thì thoải mái, ăn mái luôn, tuyệt vời luôn. Mẫu này thì bên em Dân đang bán với mức giá đó là, một cái mẫu này bên em Dân đang bán với mức giá đó là 230.000 đồng. 230.000 đồng một con. Đấy. Các bác lên mã cho em mã này là mã A4. Dao A4 nhé. Dao A4 230k. A4 nhé các bác nhé. Các bác lên mã cho em mã này là mã A4. A4 230k. Một dòng dao thái rất là đẹp luôn. Cầm rất là ok các bác nhé. Con này các bác thái các bác băm. Đấy, băm tiết canh các thứ nhà bếp này, làm nhà bếp rất là tiện này. Nhiều khi chúng ta làm nghề ấy, hoặc các bác làm nghề cũng rất là tiện luôn. Đây là một cái dòng dao thái bên em này. Đấy. Này được vào được rất nhiều mẫu mới. Đấy, tiếp theo đó là một con dao thái. Các bác lên cho em mã này là mã dao thái A5. Đấy. Nó là dao thái cán bằng. Con này thì thái thì tuyệt vời rồi. Con này dòng này thái thì tuyệt vời này. Lìa thì em nói thật với các bác luôn. Độ sắc của nó, sắc bén của nó thì không thể chê đâu được. Đấy. Thái rất là sắc bén luôn nhé. Cái dòng dao thái của Nhật thì các bác yên tâm một cái điều, đó là cái độ sắc bén thì không thể bàn được. Không phải bàn nữa đâu. Đấy.
rất là sắc bén. Con này các bác lên cho em mã này là mã A5. A5. $250k. Thái bằng này. A5. 250.000 đồng. 250.000 đồng. Dòng dao thái. Đấy. Các bác có thể thái mỏng này, thái nộm này. Đấy, rất là ok này. Thế như kể cả chỗ này anh em làm nhàu nhàu nhé. Đấy. Đều ok này. Mỏng này. Các bác nhìn thấy thái chưa? Đấy, rất là mỏng và rất là dễ thái luôn. 250.000 một con. Dòng dao thái. Sản phẩm tiếp theo thì còn hai con dao thái vỏ. Còn hai con dao thái rồi, vỏ duy nhất này. Đấy, bán rất là nhiều rồi. Còn hai con duy nhất thôi. Đấy. Xả cho các bác luôn, xuống còn 200.000 đồng. Dòng này thì cũng rất là sắc, rất là ok. Đấy, còn hai con. Dòng thái vỏ. Nói chung là dòng dao thái này nó cũng rất là tuyệt vời này, thái những cái bé. Đây cầm những tờ giấy bé này, còn đây, còn những to này thì đơn giản này. Thái vỏ có nhé, mẫu này mẫu thái vỏ. Con này bên em dân đang bán với giá là 200.000 đồng, em xin lỗi, 200.000 đồng một con. Thái vỏ 200k. Một sản phẩm tiếp theo em dân xin giới thiệu với các bác đó là một dòng dao thái đấy nhỉ. À, một dòng dao thái của thương hiệu của Grombo. Đấy. Đây. Một con dao thái của Grombo này. Con dao này thì bên em dân đang bán với giá là 200.000 đồng một con. Độ sắc thì rất là tuyệt vời luôn này. Đấy. Con này thì nguyên đai, nguyên kiện, nguyên hộp chúng ta luôn. Hàng đẹp luôn các bác nhé. Con này hàng đẹp luôn cho chúng ta luôn, nên là dùng rất là đảm bảo luôn. Đấy. Con này ở trong bộ dao nhé. Con này trong bộ dao các bạn. Đấy, một con tiếp theo em dân xin giới thiệu các bác, đó là một con dao thái của Sato. Một cái dòng dao thái của Sato này. Con này cũng rất là sắc. Các bác thái thịt bò các thứ, những dòng dao bên em nhé, các bác thái thịt bò các thứ các bác yên tâm. Đấy, bên em đảm bảo cho các bác luôn là thái ok luôn nhé, không phải là không. Đấy. Sản phẩm tiếp theo bên em dần xin giới thiệu các bác là một số những mẫu dao thái dao chặt của Nhật này. Một số những cái dòng dao chặt này. Đấy. Dao chặt này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Akatsuki. Con này thì một dòng dao chặt này cũng rất là ok luôn. Con này thì xem nào. Nó thái thì con này cũng được, em thái thử rồi cũng được. Đấy. Nó cũng rất là, cũng vẫn là sắc. Đấy. Tại vì em con này nhà em đang dùng. Đấy, nhà em có hai vợ chồng đang dùng con này. Đấy, thái rất là ok luôn, con này thái cũng được. Và con này thì bên em dân đang bán với giá là 250.000 đồng một con chặt đồ long đao. Đấy, nó thật là con này chỉ có thái bình thường thôi. Đấy, thái những cái thịt mà ấy thôi, chứ không thái những cái thịt mà bầy nhầy hay là thịt bò, nó không thể lát mỏng được. Đấy, nó cũng thái được nhưng mà nó không thái mỏng được thôi. Đấy, đây là một dòng dao chặt tù lông đao. Nếu mà các bác muốn thái mỏng thì các bác về các bác mài mỏng đi một tí nữa. Đấy, tại vì nó lưỡi này để dành cho lưỡi chặt. Đấy, nó cũng rất là sắc, thế nhưng mà chỉ dành cho chặt thôi. Đấy, con này cũng là của Akatsuki. Con này bên em dân cũng bán giá là 250.000 đồng. Ngoài ra mà khi các bác mua một cặp như này này, đấy, thì giá của nó bên em giảm giá cho các bác luôn, xuống còn 450.000 luôn. Đấy, mua một cặp dao của Akatsuki giảm giá luôn cho các bác 30.000. Đấy, để cho nó chẵn tiền luôn. Và bao ship cho các bác nhé. Là các bác yên tâm là mua một cặp dao này, một thái một chặt này là bao ship cho các bác luôn. Đấy, hoặc là các bác mua cứ mua cặp dao nào, cứ mua dao theo cặp thì lúc nào nó cũng có ưu đãi.
Đấy, bên em bán lúc nào nó cũng có ưu đãi hơn. Đấy, nên là các bác yên tâm. Đấy. Dao thái lọc. Tiếp theo em Dân xin giới thiệu với các bác đó là một dòng dao chặt của Đức này. Một dòng dao chặt của Đức này. Đấy, quên mất từ nãy giờ cứ thỉnh thoảng lại quên không đo. Con này có tổng chiều dài của nó là 31 cm. 18 bản dao, cái chiều dài của dao, lưỡi dao là 18. Bản dao của con này là hơn 9 cm. Con này không biết có thái được không. Con này chắc là không thái được, hàng của Đức nó chỉ có nồi đồng cối đá thôi. Cũng thái được nhưng mà nó cũng cảm thấy nó cũng không sắc. Con này cũng không sắc. Không sắc lắm. Đấy. Cũng không sắc lắm đây. Các bác nhìn thấy giấy nó xé nó không ngọt. Lưỡi đường cắt của nó cũng không ngọt. Không ngọt như con dao, các con dao khác. Đấy. Ví dụ những dòng dao này cái này thái nó ngọt ngay mà nó cầm tay nó cảm tưởng cái nó đi cái nó biết ngay này. Đấy, cầm tay em cảm tưởng nó đi cái nó biết ngay. Còn con kia thì nó đi nó cảm thấy nó không ngọt thì là biết ngay. Đấy, nó đi cái ngọt không biết ngay. Cái con dòng dao chặt của Đức này thì giá cũ em đang bán với giá là 300.000 đồng. Đấy, giảm giá cho các bác xuống còn 270.000 đồng nhé. Giảm giá cho các bác xuống còn 270.000 đồng một con dao này, dao chặt này. Sản phẩm tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một cái dòng dao chặt 1 cân. Đấy, dao chặt 1 cân này. Đấy, em có hai loại. Em có hai loại dao chặt 1 cân thì không nhé, để tránh chúng ta nhầm lẫn. Đấy. Thì các bác lên cho em hai mã này là mã chặt 1 cân này là B1 này. Đây. Đây là con này là chặt 1 cân trong hộp, còn trong hộp nguyên này. Các bác lên cho em mã này là mã B1 này. B1. Đấy. Hoặc là các bác lên bổ chữ chặt B1, chặt B1. Đấy, giá của nó là 320k. Hai con này nó bằng tiền nhau thôi, thế nhưng mà tránh nhầm lẫn thì các bác cứ lên cho em là chặt B1. Đấy. Con này là các bác lên cho em mã này là mã chặt B2. B2. Đấy. Đấy. Đây là một số những dòng dao chặt bên em này. Hai con này đều chặt 1 cân. Các bác làm nghề thì tuyệt vời luôn. Hai con này. Nếu mà hai con này các bác cầm hai tay thì hơi mệt, hơi oải. Vì nó mỗi cái 1 cân, hai tay cầm 2 cân rồi. Đấy. Hàng này thì hàng Nhật luôn này. Con này hàng của Nhật này. Hàng rèn bằng tay. Đấy. Chặt nhé. Trong hộp luôn nhé. Đấy, 320.000 đồng con. Thì cũng phải mở ngoặc luôn cho các bác luôn. Những cái hàng này là hàng thanh lý. Nên là để sau cái thời gian thì nó cũng không để tránh được những cái mà gọi là có bám gì xét. Thì các bác về lau qua đi cho em. Lau qua giúp em. Đấy, để cho nó sạch sẽ thì ấy hơn. Nó chỉ có mất mỗi tí này cho kiểu nó như này thôi. Đấy, nó xám xám này. Thực ra thì thế thì nó mới có giá rẻ. Em nó tâm sự thật bác. Hàng này thì hàng là siêu thị thanh lý. Đấy. Sản phẩm tiếp theo em Dân xin giới thiệu với các bác đó là một cái dòng dao chặt nữa. Đến từ thương hiệu Volmo. Đến từ thương hiệu Volmo. Đấy. Volmo này thì em có hai loại này. Đấy. Con này thì là con nhẹ hơn. Bên em Dân đang bán với giá là 270.000 đồng. Con này trong bộ dao có đấy. Trong bộ dao này. Con này 270.000 đồng. Con này thì những cái dòng này thì nó cũng có thể cắt được giấy được nhưng mà nó không ngọt. Con này thì chủ yếu là dùng để chặt thôi. Đấy, chủ yếu dùng để chặt thôi. 270.000 đồng một con dao chặt này. Và một con này nặng hơn này. Con này nặng 6 lạng, 600 gram. Đấy thì là 320. Đấy, dòng này dòng dao thép trắng này. Đây là hai con dao chặt bên em này. Dùng rất là sướng luôn. Nói chung là những cái mẫu dao chặt này thì chặt rất là ok. Đấy, nó dùng cho nhà bếp thì rất là tuyệt vời luôn. Đấy, 270 và 200 và 320. 200 một con 270.000 và một con 320.000. Đấy. Sản phẩm tiếp theo bên em Dân xin giới thiệu với các bác đó là một cái mẫu dao gọt hoa quả này. Rất là sắc bén này. Đấy. Có gọt hoa quả các bổ này. Đấy, đều là được. Đều được không nhé. Nói chung là nó khác ngay. Những dòng dao nào mà nó sắc cái là mình em thái này là như này là cảm nhận được ngay.
rau gọt hoa quả của thương hiệu Wonbo 90k ghi luôn giá vào đi, 90k một con, đưa tay luôn rồi này con này. Đôi khi sắc quá cũng không tốt, 90k một con này. Đấy. Sản phẩm tiếp theo bên em dân xin giới thiệu với các bác đó là một cái mẫu bộ dao của Nhật và bộ dao của Đức. Đấy, hai cái bộ dao của Nhật và bộ dao của Đức này. Đấy. Một bộ dao Nhật đây thì nó gồm có 7 chi tiết các bác nhé, nó gồm có 7 chi tiết. Trong đó thì gồm có một con dao thái bản lớn. Đây là con dao chặt. Con dao thái này. Nói chung là những cái dòng này thì kể cả là bé này cũng rất là sắc này. Hết chỗ thái rồi nhưng mà vẫn còn thái, vẫn còn còn cứa tốt. Đấy. Một con dao thái, một con dao thái bản lớn này. Tất cả thì đều mang thương hiệu của Wonbo như này tất nhé. Một con dao gọt hoa quả và một cái nước mài dao. Một cái kéo cắt thực phẩm. Một cái hộp đựng dao. Đấy, chọn bộ như này thì bên em dân đang bán với giá là 1.200.000 đồng. 1.200.000 đồng các bác nhé. Một bộ dao của Nhật. Còn đây là một cái bộ dao của Đức. Còn đây là một cái bộ dao của Đức. À đấy, tặng kèm theo cho các bác đó là một cái bào nạ. Bào nạ Kaiso của Nhật. Tặng kèm theo cho các bác là một cái bào nạ Kaiso của Nhật đấy. Đấy, một con dao gọt hoa quả này. Một cái kéo cắt thực phẩm này. Một con dao thái này. Nói chung là tất cả đều thương hiệu của Willing Tất nhé. Đều logo thương hiệu Willing Tất. Một con chặt và một con thái bản lớn. Các bác lưu ý nhé, nếu mà các bác mang chặt mà ra mà thái bản lớn ra mà chặt thì em không chịu ý nhiệm nhé. Một cái nước mài dao. Và cuối cùng nó là một cái hộp đựng dao này. Và cuối cùng nó là một cái hộp đựng dao bên em. Đấy. Thì các bác ưng sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp với em dân qua số hotline của bên em nhé, là 0982 834 004, hoặc 0915 402 977. Đây là quà tặng của nó này. Quà tặng của bộ dao này. Đấy. Bộ dao Đức bên em bán với giá là 1.000.000 đồng. 1.000.000 đồng một bộ dao của Đức. Đấy, hàng thì đẹp mỹ mãn luôn. Hàng thì đẹp mỹ mãn luôn. Đấy, video này thì em xin phép là lên nguyên về dao. Đấy, thì kính mong các bác quan tâm. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Em dân xin phép được dừng video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Xin cảm ơn các bác.